Motherfucker, move back. Make your blood stop flowing. Motherfucker, move back. Make your blood stop flowing. Xin chào rap quake, nơi tụi tao được gọi là những thằng bất hảo. Với những thằng khắm xàm lồ, làm ồn và mất não. Với những con chó đưa theo phong trào, tưởng ăn cắp thì chất bao. Với những thằng lồn suốt ngày cover lên mạng còn sất láo. Cái thằng bao đám tụi mày, cho rap mày thành biển máu. Underground, đéo có chỗ cho mày nên nhớ cái biển báo. Nếu rap việc này là 100 thì tao cho mày điểm 6. Anh em đông đủ phía sau, còn bây giờ tao chuyển pháo. Clip bao, mấy thằng nháo mà suốt ngày cứ hú hú. Rap style mày như con cu, on school thì bú vú. Mấy thằng đú nửa mùa gặp chú thì nên biến. Đợi mấy kia ở cửa chùa kêu đồng bọn ra nghênh chiến. Không thì đẩy cho tụi tao ép chính bật đầu xác. Cho âm nhạc tụi mày về nơi chính suối gặp Bồ Tát. Mấy thằng khốn mày nên trốn trước khi nếm được mùi bậy. Và một lời khuyên gặp tụi tao thì nên tránh ra và lùi lại. Giờ mới làm sao đây khi tụi tao bất ngờ đã trở lại. Là mang theo những trở ngại và những đứa con việc rap đã dài chuẩn bị thời dài. Hai năm dừng chơi để mà xa hơi giờ tao ngồi nhìn lại. Việc rap từng cái đàn ác giờ tao vác mang quay gác tụi mày đừng chạy. Nói thì là ngay bây giờ tao đã phát chán lũ vô lát. Phải tán những ban nhạc tao nghe chưa hết bài đã chân ván. Giờ cho lũ điên này phải biết mày viết nhạc kim tiên thì càng khiến tao điên tiết và thiết. Để đến lúc một biết và khiến nó cầm miệng tụi mày có chống bằng số đông rồi có công khi trình độ không có. Vì nhạc tụi tao hay lại bay như mang xe kèm theo độ ngon trong đó. Việc rap như cái xác thôi nay nằm liệt xác trong bãi rác. Hồi rùa bao hàng chấu lâu ven cẩu vân vân. Nghe tụi nó rap tao chỉ muốn nói một câu. Cái chết cho mày định sẵn chỉ cho mày tiếp bước. Dấu chấm cho một đoạn kết chứ không còn dấu vết. Mình đánh thì mình đánh cho mà chết. Hắn đánh thì mình bắn mà sẽ gắn cho mà hết. Chẳng đường khi tụi tao đã tới đây. Dù là hơi xa nhưng tao vẫn giữ sức cho mày phơi thay. Và nơi đây tao cho sự thật được phơi bày. Khi rồng thức giấc thì có thằng bỏ sát nơi này. Gãy bước thật chặt và tụi tao bước lên. Rồi từ mặt đất tụi mày phải ngước lên. Trước tên tụi tao lên là một chữ riêng. Khi anh em sẵn sàng đứng trước tên. Mày mơ ước nhưng ước mơ về nước cũng chỉ là mơ ước. Bước lên trước lướt lên tao lực kết tức tên những thằng quên nước. Từng thức thơ của tao độ hay tăng đời cho điện thoại lên cướp. Tao không thể dừng lại vì đôi chân tao chưa từng quên bước. Lịch sử tao nằm ở trang trước. Nghệ thuật của tao không thành thứ. Mày không thể nào thắng được một kẻ điên đi bày phước. Vì tao cho mày sự tự do để không bị trói buộc với thứ âm nhạc này. Và sứ mệnh của tao là phải đứng tại đây để soi sáng cho chỉ con lạc bài. Giấc mơ của vua lên cho canh bạc này. Mày không do tao nên được bao gạt thầy. Viết tiếp trang sử sẽ là tụi tao và riêng đích trò sẽ chinh phạt mày. Tao dùng sức để bước qua biết bao vùng đất. Mọi người thấy đâu như một thằng điên cùng nhất mưa lất phất mấy con trùng đất. Cùng bùn đất từ những nơi ở tầng cùng nhất. Đều biết sở lên từ cái đất trên cánh đồng nước. Nãy nơi mưa chưa từng dứt. Sáng tiện nói con trẻ giờ đây định mức. Bằng vật chất qua các câu nó mang hình thức tao mất chất. Vì nếu thế tao sẽ là anh hùng mất. Vì nghe nhạc phải dùng mắt. Tao dùng cuộc đời lùng bắt. Một dòng nhạc lạnh lùng nhất. Thứ tao có là thanh bằng sắt. Là thứ đặt vào tai mà không cần dùng đến những thanh bằng sắt. Lực bằng chắc là thứ tiếp tục dùng để viết lên những bộ lực bằng chắc. Tụi mày chửi ba chữ má, tụi mày chửi wifi. Còn tao cứ chửi like right, nhưng tao chửi ai sai. Đến đường đầu, chương đầu và tương lai trong tầm tay ngày nay mai. Tránh đường ra cho chi tao đi. Đứng thẳng đường chi và đi sau khi. Là cúng, bái và hiến tế. Lên đạn cho chuyến kế. Tụi mày nên biết là khi con rồng đã khỏi sảnh. Thì rap việc làm sao mà khỏi cảnh máu chảy và đầu rơi. Bước xuống mà cầu trời phía trước thì đã cúi xuống mà cầu mời. Để được chung trường phái, để được chung đường lối. Nhưng tiếc thay bỏ sáng đi đường tối. Thì một là bị giết, hay là mày tự sát. Nếu mày tự biết tao khuyên nên tự giác. Không tao biết cho mày câm không dám nói. Tức giận phải cười chỉ dám bóng. Chứ trong tối thì cũng là cướp chẳng phải người. Đâu không dám đánh mà đánh không dám né. Mày đủ mẹ mấy thằng nghe này té đi cho lẹ. Cái chết cho mày định sẵn chỉ cho mày tiếp bước. Dấu chấm cho một đoạn kết chứ không còn dấu vết. Về cùng tao là dòng gió đã biến mây thành không có. Chắc là cái thằng sắp giấu mấy lời nói dối về là dòng gió. Ở bên trong căn phòng có tiếng nhạc và có khói. Tao đưa cái điếu cho thằng bạn và không quan tâm là tụi nó nói. Suy nghĩ đi theo làn khói tìm tới khung cửa sổ đằng sau. Giờ là còn vương vấn đáp lên giấy để tao lại viết tiếp thành câu.
thêm một lần flow đưa vần câu về gần nhau. Mà năm mà lên vai để cho nó cho vài năm lên mai vẫn thích thằng giàu. Nếu mày cần phẫu độ thì chờ tụi tao đổ bộ. Nếu mày nghĩ là mày yêu rap thì bây giờ đã dạy mày thổ lộ. Ngày mà rap đối với mày lại trở thành quan trọng, đó là ngày trong đầu của mày đã có tiếng nhạc của tụi tao vang vọng. Tụi tao mang trong bao đồng tiền vàng đã sang xong khi đang đông, nhưng không sao tụi tao còn về khi còn người đang mong. Khi rap vì còn đang đông đang trông mong sang trang thì nhạc của mày là lang thang, nhạc tụi tao đi thông dong. Âm nhạc của tao viết không phải từ trường trong lớp, nhưng nó là con mang theo từ trường trong cốt. Tao đứng lên trên bục giảng đường nhắn tới với tao mày tất cả đường tụi tao, nhưng mày là thường không tốt, mày thường khác và muốn được, nhưng mà chưa đi tới đâu là đã muốn trượt. Đứng nhìn tụi tao đang ở trên cao lây hoay không thể nào mà xuống được, bởi vậy mới nói là tụi tao chẳng thấp hay mày có thể gọi là đẳng cấp. Nếu gì đang đi diễu hành vị trí tụi mày là hai bên hàng thẳng tắp, lên quanh những con chữ trong đầu nên nhiều khi tao đéo quan tâm viết gì viết sao, nhưng mà tao như là cái đéo biết gì viết rap, nhưng mà lâu tao đéo phải theo quyết kỳ hiến pháp. Namu back brother gì in new track, nhưng khi tụi tao như cố lấy nước đổ vào cái lu nè, gặp đạn bọc thép vào đầu mấy thằng ngu khác và điển hình là mấy thằng cũng swag. Đường đi của gì mày không thể đi thì tốt nhất nên tránh ra. Khi tụi tao rap đó là sự kết nối cho những linh hồn cũng đã từ lâu chết đói. Tụi mày tự nhốt mình trong những cái hộp thì biết bao giờ hết rồi, bởi vì tụi mày là bay và nó giống như những cỗ máy reset khô dầu, còn đối với tụi tao nó là bức tranh trắng đen đang được tô màu. Cái chấm cho mày định sẵn, chỉ cho mày tiếp bước. Dấu chấm cho một đàn kết chứ không còn dấu vết. Mình đánh thì mình đánh cho mày chết, hắn đánh thì mình bắn, mày sẽ gắn cho mày.